Từ nhiều năm nay, cột cờ Hà Nội là một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia bị vẽ bậy nhiều nhất vì những du khách thiếu ý thức. Những lời tỏ tình hay chỉ là tên của bản thân được nhiều bạn trẻ đến tham quan lưu lại ngay trên tường của kỳ đài cổ bậc nhất Hà Thành. Không chỉ dùng vật sắc nhọn, các bạn trẻ còn dùng cả bút xóa để viết lên tường. Còn đây là hình ảnh tại tháp Hòa Phong, Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, là di tích duy nhất còn lại của ngôi chùa Báo Ân nổi tiếng được dựng từ đời Minh Bạch. Tháp Hòa Phong cũng là nạn nhân của tình trạng bôi bẩn lên di tích lịch sử quốc gia. Thì mình thấy là cái tháp này rất là đẹp, một cổ kính và một số ý thức chắc là của các bạn trẻ thôi, là cứ hay vẽ trên tường, có thể là các bạn đấy ghi một cái tên của mình đánh dấu chẳng hạn, hoặc là một cái kỷ niệm gì đấy. Như tôi nghĩ rằng nên hạn chế cái việc đấy, mà cũng tuyệt đối phải hạn chế, bởi vì những cái việc đấy nó lại xóa đi những cái nét đẹp cổ kính của cái tháp Hòa Phong này, mà chúng ta nên giữ gìn và bảo vệ. Và mong các bạn trẻ lưu ý điều đó, đi bất cứ một cái nơi nào mà chúng ta có cái di tích lịch sử hoặc là những cái phong long phong cảnh thì chúng ta không nên để lại những cái dấu ấn của mình qua máy ảnh thôi, chứ đừng có viết hoặc là vẽ gì bậy lên đấy. Tôi nghĩ thì đó là một cái thói quen của nhiều bạn trẻ đi rất nhiều di tích ở trên đất nước Việt Nam. Chúng ta đã bắt gặp những hình ảnh, những cái dòng chữ, những cái dòng ghi tên tuổi của các bạn, kể cả những bạn sinh viên của một số trường đại học. Thì cái việc đó thì rõ ràng là không nên, bởi vì là di sản nó là một cái tài sản quý giá của các thế hệ trước đã để lại, và chúng ta bất cứ ở một cái phương diện nào thì đều phải có ý thức trách nhiệm trong cái việc mà giữ gìn cái việc đó. Cho nên là giữ gìn nguyên trạng, không có những cái tác động xâm hại vào, đó là những cái nhiệm vụ của bất cứ công dân Việt Nam nào trên đất nước. Dù đã nhiều lần được tu bổ lại vì bị vẽ bậy, nhưng bên ngoài tháp vẫn còn lưu lại vết tích của rất nhiều nét vẽ bậy còn chưa xóa hết. Vì vậy, nhìn kỹ sẽ thấy tháp Hòa Phong ngày càng trở nên nhem nhuốc. Nghị định 158/2013 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về bảo vệ công trình văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật. Dù đã đưa ra quy định xử phạt, nhưng đến nay vẫn chưa có liều thuốc đặc trị nào cho căn bệnh nan y vẽ bậy đang tồn tại trong không ít người Việt thiếu ý thức.